Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bố Trạch. Lâm Thủy cần quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xử lý quả bom loại 500 bảng Anh. Phóng sự vì một cuộc sống không khói thuốc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 30 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành liên quan. Năm tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện Bố Trạch có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt trên 13.600 ha, tăng 0,7% so với kế hoạch. Nhiều địa phương đã tích cực chuyển đổi diện tích cao su bị gãy đổ sang trồng một số loài cây như dứa, cam, bưởi da xanh, cây dược liệu. Hiện các địa phương đang tích cực thu hoạch vụ đông xuân. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện ước đạt 37.170 tấn, tăng 314 tấn so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển khá, công tác quản lý bảo vệ rừng chuyển biến tích cực. Diện tích rừng trồng, rừng tập trung đạt trên 442 ha, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt trong 5 tháng đầu năm gần 7.739 tấn, sản phẩm nuôi trồng 890 tấn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ổn định với tổng giá trị sản xuất 364 tỷ đồng. Doanh thu du lịch tăng 7,4%, tổng thu ngân sách đạt trên 102 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2018, huyện sẽ có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy và cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Năm tháng đầu năm, Bố Trạch đã kết nạp mới 101 đảng viên, đưa tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện lên 10.984 đảng viên. Các lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát, dân vận cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà huyện Bố Trạch đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết đầu ra cho nông sản. Công tác quản lý đất đai, nhất là việc khai thác cát xây dựng vẫn còn một số tồn tại. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là về du lịch khu vực Phong Nha vẫn còn hạn chế, đơn thư khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều và có xu hướng tăng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bố Trạch tăng cường chỉ đạo hoàn thành sớm thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị tốt cho vụ hè thu. Trong đó, lưu ý bảo đảm cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, thủy lợi, dịch vụ nông nghiệp, nhất là vấn đề tích nước, chống hạn cho vụ hè thu, tránh bỏ hoang đất. Đối với những diện tích đất lúa kém hiệu quả, cần mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây khác, tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình trang trại, gia trại kiểu mẫu, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tốt các dự án phát triển quỹ đất, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát đầu tư. Cần tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhất là ở khu vực Phong Nha Cải Bàng, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công các tuyến đường liên thôn, liên xã, quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên địa bàn. Lĩnh vực du lịch cần chỉ đạo làm tốt các mô hình du lịch cộng đồng, góp phần phát triển du lịch và nâng cao ý thức cho người dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội cần tập trung thực hiện việc sáp nhập các trường học trên địa bàn, chấn chỉnh thái độ của y bác sĩ, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Trạch và Thượng Trạch. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, lưu ý kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu, hành vi gây phức tạp tình hình, tăng cường giữ vững an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Lĩnh vực nội chính cần nêu cao vai trò của cấp ủy, tập trung chỉ đạo các vụ án, trong đó công tác điều tra cần bảo đảm chính xác, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.
chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Về một số đề xuất kiến nghị của huyện, đồng chí bí thư tỉnh ủy cơ bản nhất trí và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đưa vào kế hoạch từng bước hỗ trợ Bố Trạch phát triển. Dịp này, đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng đã đến thăm một số cơ sở sản xuất và kiểm tra quy hoạch của dự án đầu tư trên địa bàn. Sáng nay ngày 30 tháng 5, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy về tình hình đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn. Là một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Lệ Thủy, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, đặc biệt là sự đỡ đầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tình hình đời sống sản xuất của người dân xã Lâm Thủy đã có những đổi thay tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đang tích cực chỉ đạo người dân tập trung thu hoạch lúa và cây trồng vụ đông xuân, đồng thời triển khai làm đất, chuẩn bị giống và các điều kiện để sản xuất vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, mở rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình nhằm nâng cao thu nhập. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu, thời gian tới, xã Lâm Thủy cần chủ động quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững, tích cực tuyên truyền, vận động người dân có ý thức tự lực tự giác phát triển sản xuất. Đối với những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong việc xây dựng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, dự toán kinh phí. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị xã Lâm Thủy cần phối hợp với các sở, ban ngành để xây dựng cẩm nang giảm nghèo bền vững với những mục tiêu, giải pháp cụ thể và cách thức thực hiện. Huyện Lệ Thủy, ban dân tộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm hỗ trợ xã Lâm Thủy trong công tác giảm nghèo. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 3 nhà đại đoàn kết và 31 con bò lai sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Lâm Thủy, đồng thời cấp phát 4 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hôm nay ngày 30 tháng 5, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, 30 tháng 5 năm 1998, 30 tháng 5 năm 2018. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Ngày 30 tháng 5 năm 1998, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới được thành lập theo Nghị định số 34 của Chính phủ. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Đức đã đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng quê hương chiến khu cách mạng phát triển vượt bậc, góp phần tạo sức sống mới cho vùng đất phía Tây thành phố Đồng Hới. Đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 182 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ đạt gần 57 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 48 tỷ đồng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Thu ngân sách đạt gần 10 tỷ đồng. Năm 2014, Thuận Đức đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố khi hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận xã nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Đức trong suốt 20 năm qua. Mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thuận Đức phát huy truyền thống quê hương cách mạng đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng Thuận Đức ngày càng giàu đẹp. Dịp này, Đảng bộ và nhân dân xã Thuận Đức cũng đã được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Chiều nay ngày 30 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các ngành để nghe báo cáo về xử lý kỷ luật cán bộ trong vụ khai thác gỗ trái phép trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật theo đúng quy định đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2. Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, kiểm điểm và thi hành kỷ luật cách chức đối với trạm trưởng trạm kiểm lâm Ca Tăng, xử lý kỷ luật hình thức hạ bậc lương đối với hai đồng chí, xử lý hình thức cảnh cáo đối với đồng chí phó hạt trưởng phụ trách hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với đồng chí phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện kiện toàn, tổ chức lại bộ máy hạt kiểm lâm, các trạm kiểm lâm và tổ kiểm lâm cơ động. Về phía huyện Tuyên Hóa,
đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa Cao Xuân Tín bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 8 cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ bị kỷ luật, trong đó 2 cá nhân bị cách chức và 6 cá nhân nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng việc xử lý kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ phá rừng ở Tuyên Hóa là bài học sâu sắc để nâng cao trách nhiệm, nhận thức, đồng thời có tính răn đe đối với đội ngũ cán bộ, lực lượng chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trong thời gian tới, đặc biệt là trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra giám sát ở các khu vực rừng sung yếu, mở đợt cao điểm truy quét phát hiện các điểm tập kết gỗ trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở các xã miền núi về bảo vệ và phát triển rừng. Hôm nay ngày 30 tháng 5 tại thành phố Đồng Hới, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air tổ chức hội nghị phát động thị trường Quảng Bình thông qua sản phẩm dịch vụ của Vietjet Air. Trong kỷ nguyên 4.0 thì nổi lên cả khoảng cách là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy mà di chuyển bằng phương tiện hàng không là điều cần thiết đối với con người. Vietjet Air là hãng hàng không còn khá trẻ nhưng đã khai thác có hiệu quả các đường bay nội địa và quốc tế, cũng như kết nối liên kết quốc tế với Thái Lan Air và Japan Air. Nhận thấy Quảng Bình là thị trường đầy triển vọng khi sở hữu các giá trị đặc biệt về điều kiện tự nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa để có thể phát triển các sản phẩm du lịch và trong tương lai sẽ là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á và thế giới. Hiện tại, Vietjet Air đã khai thác ở đường bay Đồng Hới, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có 3 chuyến. Để có thể phát triển thị trường cùng với ngành du lịch Quảng Bình gia tăng lượng khách du lịch thông qua dịch vụ của Vietjet Air. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình đã nêu rõ các giá trị nổi bật về những tiềm năng, thế mạnh cũng như các sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Bình. Bởi vậy, Quảng Bình luôn mong muốn các hãng hàng không mở đường bay mới kết nối Quảng Bình với các địa phương khác trong cả nước, khu vực và thế giới để tăng lượng du khách đến với du lịch Quảng Bình. Tại hội nghị, các doanh nghiệp là các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, lưu trú, nghỉ dưỡng cùng với đại diện Vietjet Air đã thảo luận nhằm đi đến các thỏa thuận trong việc nâng cao dịch vụ sản phẩm du lịch. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Trước khi hội nghị chính thức diễn ra tại thành phố Đồng Hới vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Philippines, Singapore và thành phố Hà Nội. Nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xử lý quả bom loại 500 bảng Anh. Phóng sự vì một cuộc sống không khói thuốc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa triển khai kế hoạch xử lý vận chuyển quả bom loại 500 bảng Anh còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn tổ dân phố 7, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới. Quả bom được các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh phát hiện trong quá trình thi công công trình. Quả bom có chiều dài 1.640 mm, đường kính 300 mm, đã bị hoen ghi nặng, không còn ký hiệu, còn đủ ngòi nổ và có nguy cơ gây nổ cao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
đã gấp rút triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng, tiến hành khảo sát và bốc gỡ, vận chuyển quả bom về thao trường T92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an toàn. Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong những tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 598 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là trên 14,6 tỷ đồng. Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ổn định thị trường trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành, các lực lượng chức năng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh để triển khai thực hiện theo nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Phù Cà Rong, cảng La, cảng Xanh, các tuyến đường bộ, tuyến đường sắt, đường hàng không. Các loại hàng hóa như ma túy, chất nổ, xăng dầu, thuốc lá, khoáng sản, các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, chất cấm dùng trong chăn nuôi, phân bón. Đấu tranh chống gian lận thương mại, tập trung vào quản lý hóa đơn chứng từ, kê khai thuế, hoàn thuế, đo lường xăng dầu, việc quản lý niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình đã tiến hành thanh tra kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cán bộ đoàn kiểm tra thanh tra chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Bình đã lấy 87 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản các loại để kiểm tra nhanh và gửi phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Trong đó đã lấy 39 mẫu kiểm tra nhanh các tiêu chí hàn the trong giò chả, phẩm màu, nitrat trong thực phẩm chế biến, chất tăng trọng, tạo nạc, cấm sử dụng trong thịt động vật, kiểm tra tồn dư thuộc bảo vệ thực vật, rau củ quả. Đoàn kiểm tra thanh tra cũng đã lấy đề gửi phân tích 48 mẫu gồm rau quả, dưa hấu để kiểm tra tồn dư thuộc bảo vệ thực vật, chả thịt, thủy sản để kiểm tra chất cấm, mẫu cà phê để kiểm tra chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và hàm lượng caffeine theo công bố. Qua kiểm tra nhanh, có 100% mẫu có kết quả âm tính với các chất độc hại. Đối với các mẫu gửi phân tích tại phòng kiểm nghiệm đã có kết quả 12/48 mẫu. Các mẫu rau quả, chả thịt và cà phê được phân tích đều cho thấy đảm bảo an toàn với các chỉ tiêu yêu cầu. Hôm nay ngày 30 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân xã Gia Ninh tổ chức lễ thả cá giống tại tàu nguồn lợi thủy sản năm 2018 trên sông Kiển Giang, đoàn thượng nguồn đập Mỹ Trung. Với thông điệp vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh phối hợp với Chi cục Thủy sản và Ủy ban nhân dân xã Gia Ninh đã tiến hành thả 30.000 con cá sống các loại, gồm cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép lai, cá mè trắng và cá mè hoa. Việc thả cá sống là dịp để tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, không đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc, đảm bảo cân bằng sinh thái vì môi trường xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về khai thác thủy sản mang tính hủy diệt để răn đe, giáo dục mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nước, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên ao, hồ, sông suối. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 5 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên. Sau khi được các bác sĩ thú y của Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, theo dõi và kiểm tra, 5 cá thể được thả về với môi trường tự nhiên lần này gồm 2 cá thể cây vòi hương, 1 cá thể khỉ cột và 2 cá thể khỉ vàng. Trong đó, các cá thể khỉ cột và khỉ vàng là những loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B, theo quy định tại Nghị định 32 năm 2006 của Chính phủ. Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã nói trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên. Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã hoàn tất công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên tổng cộng 39 cá thể động vật hoang dã. Riêng trong tháng 5 2018 đã thả 22 cá thể, góp một phần rất quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Chiều qua ngày 29 tháng 5, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã đến thăm các gia đình có ngư dân bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Tìm
ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch và gia đình chị Nguyễn Thị Tầm ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Đây là hai gia đình có người thân bị tai nạn lao động dẫn đến mất tích và tử vong khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Tại các gia đình đến thăm, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chia sẻ những mất mát và động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình. Đây là số tiền từ nguồn quỹ nhân đạo nghề cá được huy động từ sự đóng góp của các đoàn viên công đoàn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hôm qua ngày 29 tháng 5, ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quảng Bình cùng đơn vị tài trợ Lai Viettel Quảng Bình đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho em Phạm Trần Ảnh Tuyết ở thôn Lục Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Sẻ chia với những khó khăn trước mắt của em Phạm Trần Ảnh Tuyết, Viettel Quảng Bình, đơn vị đồng tài trợ chuyên mục đã trao số tiền 3 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ một thùng hàng gia đình trị giá 1 triệu đồng. Đại diện ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương cũng đã trao số tiền hỗ trợ của một số phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên phòng thời sự truyền hình cho em Phạm Trần Ảnh Tuyết. Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc là có hại cho sức khỏe, điều này chắc hẳn ai cũng biết. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng, việc từ bỏ thuốc lá vẫn chưa được nhiều người quyết tâm thực hiện. Vì sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu, hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Cụ ông Nguyễn Đình Nhưỡng, năm nay 72 tuổi, nhưng đã có khoảng 60 năm hút thuốc lá. Từ đầu tháng 5 đến nay, cụ đã 3 lần phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. May mắn được bác sĩ cứu chữa kịp thời, sau gần một tháng điều trị, nay sức khỏe của cụ đã dần hồi phục. Bà hút thuốc lá 60 năm rồi. Rất tiếc mình đã bỏ thuốc chậm, không lắng nghe cái lời khuyên của gia đình, vợ con và bạn bè người thân. Còn cái này mình cũng kiên trì để bỏ thuốc bằng sự kiện trở mất, thì tin chắc rằng là sức khỏe của bà trẻ tốt hơn những vậy như bây giờ. Tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trung bình mỗi tuần có từ 5 đến 10 bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hầu hết những bệnh nhân này đều sử dụng thuốc lá trong khoảng thời gian dài trên 20 năm. Chúng tôi là khoa hô hấp, thì cái việc tiếp nhận các bệnh nhân mà do tác hại của thuốc lá thì gần như là thường xuyên, gần như là tuần nào, tháng nào cũng có. Những cái bệnh nhân vào khoa chúng tôi thì thường là những người bệnh đã nặng rồi, đã đến giai đoạn gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cái đường thở nó đã bị cái tác hại của khói thuốc lá làm cho chít hẹp lại, cái khả năng giãn nở của phổi đã rất là kém, thành ra là người bệnh khó thở liên tục. Một điều nhắn nhủ với những người đang hút thuốc lá, chỉ mong rằng như thế này thôi, là họ chịu trách nhiệm với sức khỏe của họ, nhưng đừng có mang cái tác hại của cái hành vi hút thuốc lá đến với những người thân yêu của họ, với thân yêu của mình, đó là vợ mình, là con mình, là những bố mẹ già của mình. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư phổi, gan và các bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp. Khi khói thuốc nhả ra môi trường, những người thân xung quanh hít phải gây hại cho sức khỏe không kém gì người hút thuốc. Với những người hít khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc các bệnh giống như người hút thuốc. Những năm qua, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá 2012. Cuộc chiến đẩy lùi tác hại thuốc lá hiện đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại nhiều nơi công cộng như nhà ga, bến xe, quán cà phê, chợ trên địa bàn tỉnh, hình ảnh người hút thuốc thản nhiên nhả khói thuốc, không quan tâm đến những người xung quanh vẫn còn khá phổ biến. Qua cái đánh giá sơ bộ thì cái hiểu biết về cái luật cũng như là các cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đối với cộng đồng người dân thì vẫn còn nhiều cái hạn chế. Chúng tôi đã thành lập được rất là nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, và mỗi năm thì chúng tôi thực hiện được 3 đợt giám sát và khoảng 18 cái đơn vị trường học và bệnh viện, và đến nay thì cũng chừng khoảng trên dưới gần 100 các cái đơn vị đã được đánh giá cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng cái môi trường không khói thuốc lá trong đơn vị của mình. Qua cái giám sát thì cho thấy là cái hoạt động này thì
được rất là đẩy mạnh, đặc biệt là trong các cái khối bệnh viện, cơ sở y tế cũng như là trường học. Tuy nhiên thì ở trong cái cộng đồng người dân thì cái tình trạng hút thuốc lá vẫn còn rất là phổ biến. Một là thực hiện cái truyền thông trực tiếp, thứ hai là phải treo dán các cái bảng pano áp phích để người dân có thể là qua đó thì họ cũng nhận thức ra được, nhìn thấy được từ các cái biển cấm hút thuốc lá, thì ít nhiều nó cũng có tác động để mà làm cho người dân cái tình trạng hút thuốc lá ở nơi công cộng nó giảm đi. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch nhằm kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào sập hết tàn than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết.